Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Thảo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai giảo nha quý vị. Thì đây là một trong những cây mai của nhà của em Thảo đang trồng ở dưới đất đi quý vị. Đây quý vị ơi, đang trồng dưới đất ha. Rồi sau đây xin kính mời quý vị và các bạn mình lại phía trước để gặp Thảo quý vị. Rồi xin mời quý vị mình đi ha. À, chào em. Chào anh Tuấn. Dạ xin chào các cô chú anh chị gần xa. Hôm nay thì nhà em có về lô mai giảo hậu Thủ Đức. Dạ lô mai hôm nay là đa số là hoành to với lại tàn đẹp cô chú, tàn thông với cô chú anh chị. Cây nào thì đa số là cũng có củ với có đế cô chú anh chị ơi. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ giùm em ạ. Thì mình vô clip với nhanh. Rồi hình thức là mình bao ship toàn quốc dạ, ha em. Hình thức là mình bao ship toàn quốc. Rồi địa chỉ của địa mình chỉ ở đây. Địa chỉ của em là ở xã An Phú Trung, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0342 360 363. Số điện thoại em có để dưới đề ạ. Và số điện thoại này là cũng là số Zalo của em luôn ạ. Mong các cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ giùm em ạ. Rồi mình vào cây đầu tiên luôn nha quý vị, mã số 1. À. Rồi, cao tầm khoảng 1m6 nha quý vị. Đó, em xem một vòng cho quý vị xem cái tàn đó nè. Đó quý vị. Tàn cũng to ha, bự luôn ha. Tay cành nó 1m6 à. À, tay cành trong ha, to to không ha. À, có củ đế đẹp quá nè. Dạ cái này em cũng nói chú cô chú anh chị luôn là hiện tại là nhà em đang để lá, nhưng mà khi mà quay xong lúc mà ship cho cô chú anh chị là nhà em sẽ lặt lá để khi mà mình đi tránh cây mất sức cô chú anh chị. Rồi mình vào cái quành em nói luôn ha. Dạ quành 25 yếu tính 24 ạ. À. Rồi chính xác. Rồi xen dòng cái củ này luôn ha, có rễ luôn ha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 1 này em giao luôn giá 1,5 triệu. Đó. Rồi mình xuống cây mã số 1. Rồi mã số 2. Rồi mã số 2 hoành to quá nè ha. Rồi chiều cao của em nó khoảng 1m7 nha quý vị. Tán ngang cũng rộng luôn. Đó. Rồi tay cành trong đây quý vị. Củ bự không ha. Rồi dừng lại cho cái quành em nó luôn. Rồi đó bị có chừng dướng nha em. Rồi rồi, rồi xiết lên. Rồi quý vị. Cái này quành 27 của chú anh chị ơi. Rồi 27 ha. Ở vị trí ngay vị trí đó ha. Rồi để có đế đẹp của chú anh chị. Có củ vườn trà bà đây luôn. À, có củ có đế luôn ha. Rồi cái này giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 2 này em giao lưu cô chú anh chị giá 1,7 triệu ạ. Rồi nhanh tay mình chốt hả quý vị, cây này đẹp nè ha. Rồi xuống cây. Rồi số 3. Rồi số 3 cao khoảng 1m3 nha quý vị. Tàn đẹp nè ha, xe đẹp nè. Rồi mình xen vòng cái tàn luôn. Đó quý vị, tàn đẹp ha. Rồi dừng luôn em. Tập chủ nó đây ha quý vị. Cái cành cũng quá xá luôn ha. Rồi quanh nhiêu em? Dạ cái này quanh 20 cô chú anh chị. Rồi xem dòng anh báo giá cho quý vị luôn. Dạ mã số 3 này em xin giao luôn cô chú anh chị giá 1,3 triệu ạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên cây số 4 luôn quý vị ơi. Số 4 ha. Bốn này cao khoảng 1m8 quý vị ơi, khoảng 1m8 cao, tán ngang cũng rộng nè. Rồi mình xoay một vòng cho quý vị mình xem cái dàn tàn của nó ha, tổng thể tàn của nó quý vị. À, ha, cao tầm 1m8. Rồi dừng hướng đó luôn em ơi. Rồi đỉnh đọt thôi quý vị. Cây này hoành 22. Đợi anh xíu Thảo ơi. Rồi 22 quanh ha. Dạ. Rồi cây này mình giao luôn nhiêu đem? Dạ mã số 4 này em giao luôn cô chú anh chị giá 1,4 triệu ạ. Rồi 1,4 triệu được cây mai cao khoảng 1m8 ha. Tàn bự luôn. Rồi xuống cây luôn.
bao xếp cho quý vị toàn quốc luôn nha quý vị. Không nổi, nặng anh ơi. Cái này quanh bự, để đẹp. Mã số 5. Rồi, mã số 5. Rồi, mã số 5 này cao tầm khoảng 1m6. Nếu mình tính lên tới cái đỉnh này nha quý vị, tính 1m rưỡi đi ha em ơi. Đây, mình xoay vòng đàn đó quý vị. Rồi, xoay vòng luôn ha. Rồi, xoay vòng tàn em ơi. À, tàn cũng đặt luôn ha. Rồi, dừng lại ha. Mình thấy ở trong đây có hiện tượng lạ để mình dạch cơ quý vị ơi. Cây này là nó lên xù của chú anh chị. À, lên xù ha, ở trong và chải bệt bệt vàng hết trơn ha. Đây, xây nhẹ nhẹ quanh đây nó quý vị ơi. Đây nó ha. Cũng lên cũng khá bọn nữa ha. Đây đó ha, nhiều rồi nhiều đơn chờ chỗ ha. Rồi, cái quanh. 23 ha. Có xù, rồi, có củ đế nữa nè. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 5 này em giao lưu của chú anh chị giá 2 triệu ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 6. Rồi, cao tầm khoảng 1m6 quý vị ơi. Rồi, xây xây luôn. Đó, tàn đó quý vị ơi. Ha. Đọt. Rà rà xuống ha quý vị. Đó, tại cành ở trong ha, cũng đều luôn nè quý vị. Đó. Rồi, kéo xuống luôn nha quý vị ơi. Đi dưới đây. Đó, cành tàn ở trên nè. Gần đoạn dưới ha. Đó ở trên, đó trên. Ờ, đó trên đó. Rồi, đó trên đó là 24 ha, có cái củ bự ha. Đó. Rồi, xây tiếp ha. Rồi, mình giao lưu cái này nhiêu đây em? Dạ, mã số 6 này em giao lưu cô chú anh chị giá 1 triệu tư rồi. Rồi, 1 triệu tư rồi quý vị ơi. Rồi, xuống cây anh em ơi. Mã số 7. Rồi, mã số 7. Rồi, cao khoảng 1m7. 1m7 cao. Tàn cũng tròn do luôn ha. Rồi, để kiểm tra tay cành trong cái quý vị ơi. Quay xong mình lặt lá nha ha em. Dạ, cái này quay xong là mình nhà em lặt lá để tránh cây mất sức. Mất sức ha. Nó vận chuyển cây đi cho cô chú lên tới. Rồi, tay cành đó quý vị. Rồi, cho cái hoành em nói luôn. 51 ha. 21 ạ. À. Rồi, xe nhẹ dòng cái củ ở dưới đây. Đó. À, cây này giao lưu nhiêu vậy em? Dạ, mã số 7 này giao lưu của chú anh chị giá 1.3 ạ. À. Rồi, 1.3 quý vị ơi. Cây cũng có cái điểm lạ nhẹ nhẹ trong thân đây ha. À, đang bị chảy. Nè quý vị. Chung lâu này bị chảy. Đó. Những cái đốm nhỏ nhỏ trong thân vàng vàng ha. Rồi, xuống cây. Này này hai người mới nổi. Mã số 8. Chắc đang phải hai cục. Rồi, rồi, đang còn do quý vị ơi. Cây này cao khoảng 1m rưỡi nha quý vị. Lá ngang rộng ha. Cây này khác cây hồi nãy giờ mình thấy cái lá hơi lạ so với cây nãy giờ nha quý vị. À, cái lá nó rồi quý vị ơi. Dạ, cái này lá dài ha. Cô chú anh chị luôn, cái này là giống dạo lá gai á cô chú anh chị. Chỉ có riêng cái này thấy lạ lạ hơn cây nãy giờ ha. Dạ, cái này là lá gai ạ. Lá gai. Dạ. Cây này là nãy giờ thấy lạ nhất ha quý vị ơi. Nãy là giáo thú đất, còn cái này là lá gai. Con số ra ha. Quý vị lưu ý ha. Rồi, tại cành ha quý vị. Trong mình lắp bớt ha. Tại cành cũng đều ha trơn ha. Rồi, mình xuống dưới luôn nha quý vị. Đó, tại cành bắn lên cho quý vị em xem nữa chút nữa. Rồi, dừng. Đó, quý vị, tại cành trên ha. Cũng đều ha. Rồi. Dạ, hoành 24 miếng mình tính 23. Rồi, mình giao luôn nhiêu em? Dạ, mã số 8 này giao luôn của chú anh chị á, 1 triệu rưỡi. Rồi, 1.5 triệu nha quý vị. Tiếp, 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 tiếp.
Cây này có đế. Đế, nào đế, có đế luôn ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi số 9. Rồi số 9 cao tầm cũng khoảng 1m6 quý vị ơi. Tán ngang cũng rộng nè. Đó. Rồi xe nha ha. Đó. Rồi tiếp tục ha. Xe cho quý vị xem cái dàn tàn nữa ha. Rồi tay cành đoạn dưới này em xem dọc nữa. Đó. Rồi cho cái quành em nói luôn. Cây này quành 22 cô chú anh chị. Rồi em giao luôn nhiêu em? Dạ mã số 9 em giao luôn cô chú anh chị giá 1.4 triệu. 1.4 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống 10. Rồi số 10 tầm cao khoảng 1m8 nha quý vị. 1m8 cao. Rồi dàn xương ở trong ha. Đó. Rồi có cái củ bự quá ha. Rồi cho cái quành em nói luôn. 22 yếu tính 21 đi ha. Rồi xe nhẹ cái củ luôn. À, củ to ha. Đó, về cũng đều nè ha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ mà số 10 này em xin giao luôn giá 1.4 triệu. 1.4 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. 51. Mã số 11. Rồi mã số 11 quý vị ơi. Đây. Cao khoảng 1m3. Tàn đẹp nè. Đó. Tàn kính mít ha. Rồi lá quá xa lá luôn ha. Quay xong lật lá để đỡ mất sức cây ha. Tại cành ở trong cũng kín hết trơn nha quý vị. Đặt kẹo ha. Đã bắn lên cho quý vị nè. Rồi quành. Dạ cái này quành 20 yếu tính. 19 ha. 19 của chú anh chị. Rồi yếu xíu xíu có cụ đế. Đây mình báo giá luôn em ơi. Mã số 11 này em vô luôn cô chú anh chị giá 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Mã số 12. Rồi 12. À, không còn không chỉ mình cái dáng nó vậy đó anh ơi. À, cái dáng nó hơi là lắc nhẹ vậy đó. Rồi cao khoảng 1,5 m quý vị. Dáng phải lắc nhẹ nha. Rồi để hướng đó. Sao? À, đây tổng thể dáng đây quý vị dáng nó vậy ha. À. Tại cành đó quý vị. Chia rất đẹp đó, ha. À, gió tự gió thổi luôn á. Rồi. Quành nó luôn. Cho thổi tự xây luôn. Để cái này quành 23 cô chú anh chị ơi. Rồi 23 quành. Rồi. Mình xen vòng ha. Có đế ha, dáng lắc tay cành đều nè. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 12 này em giao luôn giá 1.3 triệu cho cô chú anh chị. Rồi 1.3 triệu quý vị ơi. Rồi. Xuống cây luôn. Rồi lên cây tiếp theo. Mã số 13. Rồi 13 này cao khoảng tầm 1m7 quý vị ơi. 1m7 cao ha. À, quay xong thể lật lá hết nha quý vị để đỡ mất sức ha. Cây mới về nên quay gấp cho quý vị luôn á. Không có kịp lật luôn luôn. À, dừng. À, tay cành đoạn dưới rồi quý vị. Ha. Rồi hoành luôn. Cây này hoành 22 cô chú anh chị. Rồi chính xác. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 13 này em giao luôn giá 1.4 triệu của chú anh chị. Rồi 1.4 triệu. Rồi xuống cây luôn. Mã số 14. Rồi mã số 14. Này cao khoảng tầm 2m quý vị ơi. Cao lắm quý vị ơi. 2m nha. Em mới 65 thì. Em 1m65 mà cao như đó. Rồi người mẫu chân dài. Mấy 65 luôn. Nữ mà cao mấy 65 là cao lắm rồi đó. À, em xem vòng Thảo. À, tại cạnh đồng dưới đó quý vị. À. Xem
chim này. Rồi. À, cho cái quành em nói luôn. Dạ cây này quành 23 cô chú anh chị. Rồi, mình giao lưu nhiêu em? Dạ mã 14 em giao lưu giá 1 triệu rưỡi ạ. À. 1,5 triệu của gì ơi. Rồi. Xuống cây luôn. Mã số 15. 15. Rồi, dán lắc luôn. Dán hơi lắc coi cũ ha. Rồi. Cao khoảng tầm 1,5 m nha quý vị ơi. Rồi, xe nhẹ vòng ha cho quý vị thấy cái dàn tàn của nó nè. Rồi, dừng hướng đó luôn ha. Đây tay cành của nó đây quý vị ơi. À, có cái củ bự nè ha. Bành thì 23. Có cái củ dữ to lắm á. Rồi, xe dòng củ ha. Đây cô chú anh chị, đây có cái củ. À, có cái củ này ha. À. Rồi, giao lưu nhiêu vậy em? Dạ mã 15 này em giao lưu với 1 triệu rưỡi cô chú anh chị. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, lên cây 16 luôn quý vị ơi. Mã số 16. Rồi, mã số 16. Rồi, 16 cao tầm cũng khoảng 1,6 m. Khoảng 1,6 m nha quý vị. Rồi, xì vòng cái tạng ha. Rồi, dừng hướng đó luôn em. Rồi, chặt cái quành luôn. Thì cây này quành 24 yếu tính 23 của chú anh chị ạ. Rồi, chính xác ha. Rồi, cho có quý vị xem cái củ nó ha. Cây này có đế mà nhà em chưa kịp thay thế thôi cô chú anh chị. Nó có đế phía dưới. Rồi. Cây này mình giao lưu nhiêu vậy em? Dạ mã 16 này em giao lưu cô chú anh chị giá 1 triệu rưỡi luôn ạ. Rồi, 1,5 triệu quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi 17. Rồi 17 cao cũng khoảng 1,6 m nha quý vị. Tầm 1,6 m nha. Đó. Không thể tàn nữa nè. Rồi dàn xương ở trong ha, cũng quá xá luôn ha. À, em xây cái dàn xây xây lên bắn lên cho quý vị xem dàn cái tàn ở dưới nè quý vị. Rồi, chuẩn bị cái quành luôn ha. 19 ha. Cái quành 19 của chú anh chị. Rồi, xe nhẹ luôn. À, có củ ha, có đế luôn á quý vị. À. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ mã 17 này em giao lưu giá 1 triệu 4 của chú anh rồi, chị ha. 1,4 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên cây. Mã số 18. Rồi, mã số 18. Rồi, dáng hơi siêu một xíu ha. Rồi, cao khoảng 1,7 m. À, tổng thể dáng đó quý vị. À, đây quý vị. Rồi, cứ xây tiếp đi em. Rồi, xây, không có. Rồi, dừng hướng đó luôn ha. Rồi, tiếp thôi, giờ lỡ quay sơn xíu nữa đi em. Nữa là dễ quay cho quý vị. Rồi, cái hướng đó cho quý vị thấy ha. Dán hơi là siêu nhẹ quý vị ơi. Đó, tay cành ha. Đây, tay cành em nói nè. À, rồi, cho anh cái quành luôn. Em đo cho nó xem xíu. Cái này 23 cô chú anh chị. 23 ha. Dạ. Cái ở trong nó đây, ha. À, già cây chứ không có hiện tượng gì ha, không có trùng. Thường. Cái này đế đẹp của chú anh chị. Dán lắc đẹp. À. Đế đều luôn. Củ đế kia. Rồi, đế luôn. Giao luôn nhiêu đây? Dạ mã 18 này em giao luôn với 1 triệu rưỡi của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 19. Rồi 19. Cao khoảng 1,7 m nha quý vị. Tàn thông đẹp nè. 1,7 m cao.
Rồi, quanh của em nó. Dạ quanh 24 à. 24 quanh. Rồi, xe nhẹ. À, chậm chậm ha. Rồi, có đế luôn ha. Rồi, tiếp tục. À, có đế đó quý vị. Đế cũng trải đều quá nè ha. Động to to không nè. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây em? Dạ mã số 19 này em xin giao lưu với 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên cây 20 luôn. Số 20. Phụ rễ đều quá. Rồi, 20. Cao khoảng 1,7 m quý vị ơi. Tàn đẹp luôn ha. 1,7 m cao. Thông đẹp. Trên nhưng quý vị trên đó thì em 2, còn đó có cái cũ thử xíu em. Ờ đó cái cũ đó thì nó 27 ha. Rồi ở trên là 22 hoành, cũ 27. Rồi xây nhẹ cái cũ luôn. À, tiếp tục luôn. Rồi cho cái giá của em này như em. Dạ mã số 20 này giao đu với 1,5 triệu cho cô chú anh chị. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây luôn anh em ơi. Rồi 21 dán lát luôn ha. Rồi cao cũng khoảng tầm 1,5 m nha quý vị. Dán lát gì đây quý vị. Rồi cho cái hoành nó luôn em. Rồi, cái quạt 22 cô chú anh chị. Đó cao trong đó là 2 ha. Đó trình tinh luôn á. Đó. Đó, đó. Đó đúng ở dưới thì 23. Rồi. Dạ mã 21 này em giao lưu cô chú anh chị với 1,3 triệu. Rồi, 1,3 triệu. Có được cây mai thân dáng lắc ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi 22. Có củ có đế luôn nè. Rồi cao khoảng 1,7 m. Rồi dừng hướng đó luôn. Trả lại cho anh đây. Đây quý vị kéo từ đỉnh xuống cho quý vị xem ha. Tay cành bự bự ha. Rồi cái hoành của em nó 23. Hoành 23 cô chú chị. Rồi xây rút thước mình xây dòng đế nè quý vị. Có củ có đế không? Củ có đế luôn ha. Rồi mình giao lưu nhiêu đây? Dạ mã số 22 nè em xin giao lưu với 1,4 triệu rồi. Rồi 1,4 triệu. Rồi xuống cây luôn. Mã số 23. Rồi 23. Không có cái cũ luôn ha. Rồi cao khoảng 1,7 m nha quý vị. Đó, tàn đẹp luôn á, thông luôn ha. Rồi cứ xe tiếp ha. Đỉnh đây. Rồi, tay cành trong rồi quý vị. Cành cũng đều quá ha. Rồi, quanh này quanh 21 rồi chú chị. 22 rồi. Yếu tính 21. Rồi, chính xác. Rồi, mình xây cái cũ nè. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, mã số 23 này giao lưu với 1,4 triệu luôn cô chú. Rồi, 1,4 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 24. Cao khoảng 1,5 m nha quý vị. Tàn thông. Đó. Rồi xây vòng cái tàn luôn em. Ha, tàn thông đó quý vị. Để mình bắn lên cho quý vị nè. Tại tàn nó đặc quá rồi em xây vòng cho quý vị. Xem cái dàn tàn tay cành trong. Rồi cái hoành luôn. Hai mốt hoành ha. 21 của chú anh chị. Rồi để đây. Để đẹp của chú anh chị. Để đẹp ha, cộng co chia đều ha.
Dạ mã số 24 nè, em giao lưu cô chú anh chị giá 1,5 triệu à. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây luôn. Dạ 24. Rồi mã số 25 quý vị ơi. Rồi 25 ha, có củ đế luôn. Rồi cao khoảng 1m6 quý vị ơi. 6 cao ha. Rồi xen vòng tàn luôn Thảo ơi. À, cái tàn đó quý vị. Rồi quay xong thì nhà Thảo sẽ lặt lá nha quý vị. Sao phấn mai về góc quá nhẹ cho kịp lặt lá. À, rồi dừng nha Thảo ơi. Đó, tại cành ở đây ha quý vị. À, củ đế nè. Rồi lặt lá đoạn này cái nha quý vị. Rồi quanh 21 ha. Cho anh cái củ dưới coi như nè. Rồi sát cái củ luôn. Hết củ luôn. Củ dưới đây nè. Xuống xem bua em nâng nới thước ra coi. Rồi kéo ngang 30. Củ 30 ha. Quanh nãy giờ là hăm mấy quanh này. Quanh 21. 21 quanh. Củ tới 30 luôn ha. Rồi xen vòng luôn. Chẳng còn giò. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Mã số 25 này em giao luôn giá 1,4 triệu cho cô chú anh chị. Rồi xuống cây anh em ơi. Mã số 26. Rồi 26 cái gì? Nở tầm cao củ nở. Để nở luôn ha. Rồi cao khoảng 1m8 cái gì ơi. À, 1m8 cao ha. Rồi xen vòng luôn. Đó. Rồi 24 miếu ha. 4 miếu tính 23 ha. Rồi xen vòng luôn. Rồi báo giá luôn em. Dạ mã số 26 nè em giao luôn giá 1,5 triệu à. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên 27 luôn. Mã số 27 xù nghe. Xù nghe. 27 xù ha anh. Rồi 27 xù luôn. Rồi cao khoảng 1m6 nha quý vị. Rồi xây xây luôn. Rồi xây xây luôn ha. Rồi đây, tay cành em nói ha quý vị. Đây đỉnh đọt đây nè. Xù kiểm tra kỹ kỹ xíu ha. Cành ha. Rồi nghe nói xù ở dưới đây mình kiểm tra xù ở dưới đây quý vị. Đây ha. Rồi. Đây, đây. Đó, nách đó nó chảy cục nhỏ nhỏ xuống nữa ha. Ở dưới đó cục nữa ha. Rồi hoành luôn. Hoành 21 rồi ha. Rồi để mình quay lại cái củ ở cái những cái chỗ điểm xù chú vậy ha. Đó. Rồi quay cái củ dưới đây. Dán hơi lắc ha, có cái cũ ha. Rồi cái này giao lưu như em. Mã số 27 nè, em xin giao lưu của chú anh chị giá 2,4 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Mã số 28 xù nó nghe, xù dữ luôn nghe. Rồi, 28 này xù nặng nè ha. Rồi, cao khoảng 1m4 nha quý vị. Rồi, xây cái dàn tàn nó luôn, một vòng. Đó, xù nặng nha. Thấy là ai dừng luôn. Em lặt lá chỗ này nha quý vị, đợi mình xíu lặt lá chỗ này đang dễ qua những cái điểm xù cho quý vị xem cho kỹ nha. Rồi, đó quý vị, bắt đầu từ đây nó đã xù từ đây xuống rồi ha. Đó. Rồi em xem vòng đó. Rồi dừng đây luôn. Lúc trên bắt đầu từ đây nha quý vị, lấy lặt lá ra bớt cái đoạn này cái ha. Mấy tay cành ngoài luôn tới. Dạ. Xù luôn, xù ra ngoài cành luôn, giữ đây. Trên đó quý vị. Dài xuống đây luôn nè. À, quá xa ha. Rồi tới đoạn dưới đó em xây vòng cho quý vị thấy quá, trời, cái chậm chậm ha, nằm trên chạy dài tới đế luôn đó, xù tới cái góc dưới đây luôn quý vị ơi. À, cứ xây thật chậm cho quý vị xem nè ha, xù quá xa luôn ha. À, rồi cho cái quanh báo giá lên để quý vị đợi. Có 22 quanh à, ở dưới đây xù có một cục bự bự dưới đem đo cái chỗ cái cục cái đó các em.
Ừ, đo ngang cục đó ha. 20 cục đó 26. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây? Dạ, mã số 28 này em xin giao lưu giá 2 triệu 8 của chú anh chị. Rồi, 2 triệu 8. Chốt đi quý vị. Hốt lẹ của chú anh chị. Rồi, xuống nặng luôn ha. Rồi, xuống cây. Mã số 29 là cây cuối cùng của lớp luôn, mà xuống luôn ha. Cây xù đẹp luôn. Rồi, 29 xù nữa hả? Cây này là cây cuối cùng của lớp của chú anh chị. Rồi, cao khoảng 1,5 m luôn, nhưng mà tán ngang thì nó rộng mà ha. À, tán ngang cũng khoảng 1,5 m rồi, em xây cho quý vị xem cái tán ngang luôn em. Đó. Rồi, dừng hướng đó luôn. Đây, em đọt kéo dài dài xuống ha. Rồi, nghe báo cây này xù mình cũng phải kiểm tra kỹ ha. U nặng luôn. Đây, bắt đầu từ điểm này vậy phải không? À. Từ đây rồi, chú thấy từ đây xuống dưới là xù. À, đây một cục của chảng đây ha. U nặng. Rồi, mình xây nhẹ vòng luôn. Đó. Có gì xù ha. Cứ tép tép ha. Có đế luôn. Rồi, dừng luôn, cho cái quành em nó luôn. Lật ra, lật ra. 23 đúng không chị? Đúng chính xác. Rồi, cái này em giao lưu nhiêu đây? Dạ, mã số 29 cũng là mã số cuối cùng. Em xin giao lưu giá 3,2 triệu ạ. Rồi, một cây mai xù đẹp luôn ha. Rồi, video mình kết thúc tại đây nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau. À, quý vị thích cây nào cứ alo liền cho Thảo nha quý vị. Còn quý vị nào xem chưa có bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. Quý vị nhớ bấm theo cái chuông trung có chữ tất cả để mình kịp thời nhận được thông báo sớm để mình chọn cây sớm nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.